em xin cảm ơn đến bác Hiển, đến chủ tịch Đỗ Vinh Quang và các lãnh đạo của câu lạc bộ đã tin tưởng và cho em cơ hội để ký tiếp với câu lạc bộ Hà Nội. Và cái mục tiêu mà em đặt ra là em muốn được ra nước ngoài thi đấu để có thể biết được bản thân mình đang ở đâu và mình cần những cái gì, và để sau này khi mình nhìn lại cái sự nghiệp của mình thì mình không phải nuối tiếc về cái điều gì đấy. Thì mục tiêu của em khi xác định đi ra nước ngoài thì em cũng đã chuẩn bị rất là kỹ. Em cũng đã hỏi những anh lớn, những người đi trước để cuộc sống bên đấy như thế nào và mình cần phải chuẩn bị như thế nào. Em cũng thường xuyên nói chuyện với anh Phượng vì cách sinh hoạt ở bên đấy và những cái bài tập luyện và cầu thủ bên đấy người ta sinh hoạt và tập luyện trong buổi tập như thế nào, thì cái đấy để mình có thể chuẩn bị trước. Và về ngoại ngữ thì em cũng đã học ngoại ngữ 1 năm nay rồi, và đấy là cái điều cần thiết bởi vì cái điều quan trọng là mình có thể giao tiếp được với các đồng đội và mình hiểu ý được huấn luyện viên thì mình sẽ có thể thuận lợi hơn ở trong công việc. Thì việc Tuấn Hải ra nước ngoài thi đấu thì vừa tạo điều kiện và vừa chấp cánh giấc mơ cho cầu thủ, và cũng đấy là một điều mà phát triển tốt cho bóng đá Việt Nam. Vì vậy thì câu lạc bộ Hà Nội luôn sẵn sàng tạo điều kiện tối đa làm sao để cầu thủ có thể thực hiện cái giấc mơ đấy. Được đại diện câu lạc bộ cũng như là đích thân nhân vật chính là cầu thủ Phạm Tuấn Hải giải đáp cả về định hướng, mong muốn, chiến lược cho đến cả thói quen sinh hoạt cá nhân. Hôm nay là mọi thứ là rất là tuyệt vời. Thì đây cũng là một cái rất là vui. Thì bạn hợp đồng này phải nói là thể hiện cái sự chuyên nghiệp, thiện chí của cả hai bên. Và mọi người cũng phải đánh giá rất cao là dù có trong thời gian là chúng ta đang đàm phán thì mọi người thấy cái sự thể hiện của Tuấn Hải là rất chuyên nghiệp trên sân cỏ. Vẫn phong độ, vẫn duy trì và với một cái khát khao động lực, bạn vẫn luôn ra sân và cống hiến 200% cái phong độ của bạn trong thời gian qua. Thì đây là một cái mà câu lạc bộ Hà Nội đánh giá rất là cao. Và tôi cũng như là Bộ Hiền cũng đã có rất nhiều những cuộc trao đổi nói chuyện riêng với Tuấn Hải, bởi vì đây cũng là một thời điểm có thể nói là rất là quan trọng trong sự nghiệp của Tuấn Hải. Một độ tuổi tôi nghĩ là có thể nói là độ chín nhất cũng như là đang là sung sức nhất của Tuấn Hải. Thì ngay khi mà câu lạc bộ tiếp nhận cái đề bạt mong muốn từ phía Tuấn Hải cho cái mong muốn là được ra thử sức tại một cái đất nước mà không phải tại Việt Nam để bạn ấy được thỏa lòng, bởi vì tôi nghĩ đây cũng là một cái hết sức là tự nhiên của một cầu thủ mà tôi nghĩ là có thể nói là đang có một cái phong độ tốt cũng như là đã có một cái bề dày kinh nghiệm tại V-League và có thể có thêm những cái danh hiệu tại câu lạc bộ Hà Nội trong thời gian qua. Thì đây cũng là một cái mong muốn mà tôi và Bộ Việt cũng cùng đồng cảm và cùng chia sẻ với Tuấn Hải và cụ thể hóa luôn bằng những cái nội dung mà trong hợp đồng cũng đã thể hiện là hai bên sẽ cùng nhau, và Tuấn Hải cũng thể hiện sự tin tưởng với câu lạc bộ khi mà là mong muốn là câu lạc bộ sẽ thay mặt và đại diện cho Tuấn Hải trong thời gian tới là sẽ cùng ngồi với Tuấn Hải để trao đổi với tất cả các cơ hội cũng như là các cái lời đề nghị nếu có tới từ bất kỳ một câu lạc bộ nào trong phạm vi ngoài lãnh thổ Việt Nam, và đặc biệt là ưu tiên những đất câu lạc bộ đến từ đất nước mà Tuấn Hải vừa chia sẻ với mọi người đó là Nhật Bản. Và như câu hỏi của mọi người đều mong muốn là biết rõ hơn, thì thực ra là tại thời điểm ngày hôm nay chúng ta đang ngồi, bản thân Tuấn Hải và bản thân câu lạc bộ Hà Nội đang trong quá trình lựa chọn và cùng thảo luận với Tuấn Hải, vì đây cũng là tốt cho sự nghiệp của Tuấn Hải. Nhưng cái quan trọng hơn là với đây không phải lần đầu với câu lạc bộ Hà Nội, vì nếu mà chúng ta tính xa hơn thì câu lạc bộ Hà Nội cũng đã có 2 lần đưa các cầu thủ mà tôi nghĩ là có thể nói là có những cái thành công ở những cái phương diện nhất đấy. Đó là khi chúng ta quay trở lại cái thời từ cầu thủ Lê Công Vinh sang Bồ Đào Nha, và sau đó là gần nhất là cầu thủ Đoàn Văn Thọ. Khi mà còn khoác áo câu lạc bộ Hà Nội, chúng tôi đã luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện và đích thân tôi và Bộ Huyện dù đang trong cái kể cả thời gian đi công tác cũng ngồi trực tiếp để mà soạn cũng như là chỉnh sửa hợp đồng để mà gửi sang câu lạc bộ Hà Lan Heerenveen để làm sao kịp các cái thời gian chuyển nhượng của theo bóng đá châu Âu. Và kể cả khi mà có những cái thông tin là đề xuất để làm sao mà có thể trở về được mọi thứ để mà phục sự trong bóng đá Việt Nam, thì chúng tôi và
cầu thủ đã có những cái thỏa thuận thống nhất để làm sao mà hài hòa lợi ích của các bên, và mục tiêu cao nhất vẫn là mong muốn để cống hiến cho bóng đá Việt Nam cũng như là các cầu thủ. Vì khi mọi người thấy là các cầu thủ được trải nghiệm ở một môi trường bóng đá đỉnh cao thì chắc chắn là cái sự hoàn thiện bản thân cũng như là cái chuyên môn cũng sẽ được nâng cao rất là nhiều. Bởi vì đây mà tôi đánh giá là một cái hợp đồng có thể như mọi người vừa chia sẻ những trường hợp trên thế giới là cũng đã hy hữu, thế nhưng với bóng đá Việt Nam thì càng hiếm có. Thì đối với chúng tôi thì luôn câu lạc bộ Hà Nội luôn hướng tới là những cái gì tốt nhất, hoàn thiện nhất, chuyên nghiệp nhất thì chắc chắn là sẽ phải có những cái gọi là tiên phong. Thì đương nhiên là cái này là chúng tôi rất là vui, vì tôi một lần nữa là cũng thay mặt cho ban đại đội bóng là cũng gửi lời cảm ơn đến Tuấn Hải là thời gian qua là với một tinh thần là mong muốn hợp tác thiện chí cao nhất, nên cái hợp đồng này đối với chúng tôi là rất là nhanh gọn. Và sau buổi hôm nay thì đây là một cái lời tuyên bố chính thức là câu lạc bộ tạo mọi điều kiện tốt nhất cùng ngồi với Tuấn Hải trao đổi mọi điều khoản, mọi chế độ nếu có đối với bất kỳ câu lạc bộ nào mà có quan tâm đến Tuấn Hải một cách chính thức. Thì đây cũng sẽ là một cái lời mà khẳng định cam kết, và tôi cũng thay mặt cho cầu huyện cũng một lần nữa để có thể là cho tất cả anh chị em báo chí phóng viên và đặc biệt là những người đại diện đại biểu tham dự ngày hôm nay để cùng hiểu và cũng chia sẻ với câu lạc bộ Hà Nội trong cái thời gian tới. Bởi vì như mọi người cũng đã phân tích, có thể đâu đó là sự hy sinh, sự mất mát, nhưng đối với chúng tôi thì đây lại là một sự cống hiến, cống hiến cho nhiều bên, và cống hiến nếu may mắn là thành công thì đây sẽ còn là một cái tiếng vang, không chỉ là câu lạc bộ Hà Nội mà đây cũng sẽ là một tiếng vang cho bóng đá Việt Nam. Bởi vì chúng ta nhìn thấy các trường hợp các đất nước làm riêng như Thái Lan, họ đã có những trường hợp bóng đá, những cầu thủ đã có những cái thành công nhất định. Thì tôi cũng mong muốn với cái sự đầu tư cũng như là với cái sự hợp tác chuẩn bị một cách cực kỹ lưỡng như này thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội tôi nghĩ là sẽ là tốt nhất cho một cầu thủ Việt Nam có thể xuất ngoại trong cái tương lai gần. Vì khi mọi người đưa ra những cái trường hợp mà có thể nói là chưa thành công thì đây cũng sẽ là những bài học mà đặc biệt kể cả Tuấn Hải cũng sẽ phải lưu tâm và lưu ý. Bởi vì tôi nghĩ là sẽ không thể tránh được những khó khăn khi mà chúng ta phải lập một cái sự nghiệp tại một cái đất nước mà tôi nghĩ là đang ở một cái trình độ chuyên môn rất là cao, mình lại khó khăn cả về văn hóa, ngoại ngữ, thói quen sinh hoạt, từ cả đến những cái môi trường đồng đội mới, rồi triết lý bóng đá mới. Thế thì đây cũng sẽ là những cái vấn đề chúng tôi đã ngồi rất kỹ với Tuấn Hải để làm sao mà những cái vấn đề chúng ta đưa ra sẽ phải có giải pháp. Và khi chúng ta đàm phán với tất cả các câu lạc bộ bên nước ngoài, đây cũng sẽ là những tiêu chí mà chúng tôi đặt ra để họ có thể thỏa thuận cũng như là hứa hẹn cam kết để tạo mọi điều kiện tốt nhất, cũng để giúp cho Tuấn Hải thích nghi một cách nhanh chóng. Và tôi hy vọng là với cái sự chuẩn bị tốt nhất này thì thời gian tới khi bất kỳ có bất kỳ một thông tin chính thức nào, câu lạc bộ Hà Nội chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ với tất cả anh chị em báo chí phóng viên ở đây một cách cởi mở. Với tinh thần của chúng tôi là công khai minh bạch. Tại sao có buổi họp báo ngày hôm nay? Thì chắc nhiều người cũng sẽ đánh giá đây là một cái hoạt động nó cũng thể hiện sự bài bản chuyên nghiệp trong cái hoạt động của câu lạc bộ Hà Nội. Đấy, dù đương nhiên là mọi người biết là với một sự mất mát, có thể thời gian ngắn, có thể thời gian dài, và tôi cũng mong là thời gian dài. Vì chứng tỏ nếu mà câu lạc bộ Hà Nội mà thiếu Tuấn Hải dài nhưng mà Tuấn Hải thành công ở nước ngoài thì đây cũng sẽ là một tín hiệu mừng cho bóng đá Việt Nam. Thế thì đương nhiên là cái việc mà chuyên môn thì huấn luyện viên trưởng, đại kỳ cũng như là cộng sự sẽ phải có cái sự sắp xếp và tính toán phù hợp nhất. Và đâu đó kể cả khi Tuấn Hải ra nước ngoài thi đấu thì Tuấn Hải tôi tin là sẽ luôn hướng về câu lạc bộ Hà Nội và động viên tinh thần không gì bằng là bạn ấy thể hiện tốt nhất ở nước ngoài. Bởi đây cũng sẽ là một cái tín hiệu mà cũng là tạo nên một cái đấy, mong muốn, giấc mơ thì ai có thể cũng sẽ đạt được. Nếu mà đây cũng sẽ là một cái trường hợp cụ thể mà sau này khi các cầu thủ trẻ, những tiềm năng của bóng đá Việt Nam nhìn vào những trường hợp như Tuấn Hải thì đây cũng sẽ là một cái hình mẫu. Và tôi hy vọng là với buổi ngày hôm nay tất cả anh chị cũng đã dành thời gian tới để mà cùng chia sẻ cũng như là thảo luận về một cái định hướng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng với cá nhân Tuấn Hải cũng như là với bóng đá Việt Nam. Thì tôi một lần nữa thay mặt cho câu lạc bộ Hà Nội gửi lời chúc sức khỏe, lời chào cũng như là lời cảm ơn sâu sắc nhất, và mong rằng là tất cả anh chị em hôm nay cũng như là với người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn sẽ dành sự quan tâm về Tuấn Hải và có những cái sự động viên cũng như là kỳ vọng, hy vọng Tuấn Hải sẽ lựa chọn được một cái môi trường mà có thể là giúp chắp cánh được cái giấc mơ, ước mơ mà tôi nghĩ bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng mong muốn. Và câu lạc bộ Hà Nội
anh sẽ luôn là chỗ dựa và điểm tựa cho Tuấn Hải để là giấc mơ đó sẽ hoàn thành và sẽ trở thành hiện thực trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa xin cảm ơn cả anh chị em.